Bình Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thành Đốn tối nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Du Xe Đặng Quốc An và Linh Mục Phó Quốc Luân thuộc Giáo sứ các Thánh Thức Đạo Việt Nam để tìm hiểu về hội trợ Tết Canh Tý 2020 được tổ chức tại Virginia. kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp xúc và được đón cha chánh xứ của nhà thờ giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam là cha Đặng Quốc An và linh mục à, Phó Quốc Luân à, cha Luân là ở giáo hội La Vang. À, cuộc tiếp xúc của chúng tôi để nhằm tìm hiểu về hội chợ Tết năm 2020, hội chợ Tết canh tí và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết à, con xin được kính chào cha. Cha xin chào anh nhân. Kính xin chào cha Luân ạ. Dạ. Chào anh nhân. Dạ. À, kính thưa cha, được biết ở cha mới về với lại giáo sứ của các thánh từ đạo Việt Nam ở tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn, đặc biệt ở lại Arlington, Virginia. À, cha có thể chia sẻ cái cảm tưởng của cha khi mà giáo dân và những người trong cộng đồng mà trong thời gian qua cha đã có dịp để mà sinh hoạt, dạ thưa cha. À, cảm ơn anh. À, thì mình cũng vừa mới về được với giáo sứ được hơn 2 tháng, à, bắt đầu từ tháng 9 cho đến nay. À, Cộng nhận là giáo sứ các thánh từ đạo việt nam với 40 năm tuổi đời chúng con vừa mới mừng bốn mươi năm năm của giáo sứ thật sự là một giáo sứ đã được phát triển rất là mạnh mẽ với những chương trình với những sinh hoạt cùng với theo sự thăng tiến của cộng đồng người việt ở đây À, giáo sứ được chúa ban cho cách riêng à, phát triển rất là mạnh mẽ à, không những à, trên à, ngoài đời không nhưng mà trên trong tâm tình đạo đức à, con dân luôn luôn à, là những người à, rất là sống à, ngay lành à, và tốt đẹp trong ân sủng của thiên chúa. Dạ. Yeah. Dạ yeah, khi mà nói đến giáo hội La Vang thì giáo hội La Vang cũng có một cái lịch sử để hình thành cha có thể chia sẻ. À, với giáo hội La Vang À, thì chắc chắn câu họ trả lời này à, xin được dành cho à, cha Phó Quốc Luân à, là cha đặc trách của giáo họ. À, Ngài à, đã sinh hoạt với giáo họ trong những năm vừa qua. Giáo họ La Vang đã à, bắt đầu sinh hoạt à, được khoảng 12 năm rồi. Để, xin mời cha Luân ạ. Dạ Vâng, thì à, chúng ta biết à, giáo họ La Vang là tại vì uh, có nhiều người họ sống uh, uh, xa giáo sứ Arlington uh, đến với giáo sứ uh, khó khăn thành ra rồi uh, uh, nên uh, các anh chị em họ tụ họp lại để rồi uh, lập nên cái cộng đoàn nhưng mà vẫn có cái sự gắn bó với lại giáo sứ rất là nhiều giáo sứ trong uh, 12 năm qua vẫn luôn luôn hỗ trợ vẫn luôn luôn uh, vẫn luôn luôn tạo những cái sự dễ dàng cho giáo họ La Vang thành ra cha xứ Đặng Quốc An đây cũng đã đến thăm và cũng đã những có lời chia sẻ khích lệ cũng như là ủng hộ cũng như là vẫn luôn luôn mong muốn trợ giúp cho giáo họ thành ra chúng con muốn cảm ơn giáo xứ cha xứ cũng như mọi người vẫn luôn luôn để ý quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ cho giáo họ đức mẹ La Vang và khi mà chúng tôi được biết rằng khi mà có một cái hội chợ Tết như vậy để mà hàng năm những người giáo dân có thể đến để mà tham dự những cái giống như là mua thức ăn hoặc là thưởng thức những cái chương trình có tính cách văn hóa đó thì hội chợ Tết cũng đã được hình thành cũng khoảng là năm năm lần rồi và khi mà nói tới hội chợ Tết năm 2020 thì kính thưa quý vị một cái poster rất là dày đặc những cái ca sĩ những nghệ sĩ những người đến để mà giúp cho cái buổi hội chợ Tết được thành công thì xin cha luân cha có thể chia sẻ một số những cái chương trình đặc sắc sẽ được diễn ra trong hai ngày chúng ta biết uh, cái hội uh, <laughs> trợ tết năm nay vẫn làm ở cái chỗ quen thuộc của mọi người là cái Dolores Expo cái chỗ đó cái không gian rất là rộng rãi thành ra uh, có thể bán hàng ừ. rồi <laughs> xin lỗi bán hàng rồi thì là có những cái chương trình văn nghệ ca hát uh, những ca sĩ nổi tiếng được mời tới ở uh, uh, cái năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5 uh, tháng 1. Thành ra cái bầu khí của giáng sinh cũng như cái bầu khí của năm mới, năm uh, năm 2020 uh, Tết uh, Tây đó cũng coi đó thành ra chúng ta có rất là nhiều cái uh, cái lý do để mà mừng mừng giáng sinh, mừng uh, năm mới cũng như mừng Tết uh, nguyên đán uh, canh tí năm 2020 của chúng ta. Thành ra uh, cái dịp này sẽ là cái dịp mà À, mọi người sẽ đợi, có cơ hội để mà chúng ta tới, chúng ta vui với nhau, thưởng thức những cái món ăn, thưởng thức những cái chương trình có tính cách văn hóa và mong muốn được gặp gỡ tất cả quý bà anh chị em ở trong cái buổi hội trợ Tết năm năm nay. Và kính thưa quý vị chúng tôi được biết là trong cái poster nó có hai chiếc xe một chiếc xe là rav4 uh, le của toyota và một chiếc xe camry à, cha có thể cho biết thêm là cái chương trình gây quỹ như vậy là cho giáo hội la van hay là cho nhà thờ um, giáo xứ các thánh tử đạo việt nam và um, muốn tham gia chương trình gây quỹ như vậy thì như thế nào vậy thưa cha? Dạ vâng thì uh, vé số hiện nay vẫn đang được bán đã được bán và sẽ được bán trong cái uh, những cái ngày của hội trợ tết um, chiếc xe rav4 rồi chiếc xe camry và 20 giải uh, tình mạch khác um, cái cái um, do họ đức mạnh La là vang làm một cộng đoàn mới thành ra cần có một cái sự đầu tư tài chánh đầu tư có nghĩa là chúng ta thời gian đầu thì cần một cái sự hỗ trợ để rồi họ lớn họ lớn lên và rồi khi mà họ lớn lên rồi thì họ sẽ họ sẽ lại giúp lại cho những những chỗ này chỗ kia cho xã hội cũng như cho cộng đoàn này cộng đoàn khác thành ra trong cái giai đoạn ban đầu mới mẻ như vậy thì Uh, giáo xứ vẫn luôn luôn ủng hộ uh, cho phép chúng con bán vé số rồi thì là tạo những cái sự dễ dàng về vấn đề tài chánh cho uh, giáo hội Đức mạnh La vang và hy vọng rằng những cái sự đầu tư đó sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp cho thế hệ này cũng như thế hệ tương lai và họ sẽ lớn mạnh và họ sẽ đóng góp lại họ sẽ dâng hiến lại cho xã hội cũng như cho giáo hội và uh, trước khi mà chương trình hết giờ thì con uh, kính thưa cha uh, cha có thể cho một cái lời chúc uh, giáng sinh và lời chúc Tết tây cũng giống như Tết ta dạ thưa cha à, con cũng xin được thay mặt cho quý cha phó đang phục vụ trong giáo xứ có cha luân đây đặc trách cho giáo họ La Vang và các quý cha khác cũng như ban thường vụ hội đồng tài chánh và văn phòng giáo xứ xin gửi lời chúc mừng chúa Giáng sinh đến với cộng đoàn, à, đặc biệt với quý cha, quý vị à, tu sĩ nam nữ, à, quý ông bà và anh chị em à, lời chúc lành của Chúa à, Giêsu hài đồng à, ban môn à, hồng ân à, và an lành và thánh đức đến quý ông bà và anh, anh chị em cùng toàn thể quý vị à, và chúng con cũng không quên à, trong à, à, đầu năm mới xin kính chúc quý ông bà và anh chị em cùng toàn thể quý vị lời chúc mừng an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào và xin thưa lại quý cha là bản tin hoa tình Đốn rất là vui được đón tiếp quý cha ngày hôm nay và hy vọng bản tin hoa tình Đốn sẽ có cơ hội để mà đến với lại hội chợ tết để làm một cái bản tin để mà gửi về tất cả quý đồng hương ở tại hoa tình Đốn cũng giống như ở các nơi xin được cảm ơn quý cha cảm yeah, ơn anh nhân cảm ơn anh nhân rất nhiều yeah. Yeah. cảm ơn quý khán giả kính thưa vị chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau